Trâm Anh là gương mặt mới, chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng tạo ấn tượng với mọi người nhờ lối diễn xuất tự nhiên. Lúc mới bước vào nghề, cô nàng từng chịu nhiều tủi nhục khi đóng vai quần chúng. Trâm Anh xuất thân trong một gia đình lao động không liên quan đến nghệ thuật. Người đẹp 26 tuổi nỗ lực để theo đuổi đam mê diễn xuất. Trâm Anh từng có đề cử đầu tiên cho hạng mục phim ngắn được yêu thích nhất tại Ngôi Sao Xanh. Đồng thời cô cũng từng giành Á quân gương mặt điện ảnh 2023. Nữ diễn viên trẻ Trâm Anh bắt đầu theo đuổi con đường nghệ thuật từ rất sớm. Cô tham gia casting và góp mặt trong nhiều tác phẩm phim ảnh, MV ca nhạc, chương trình truyền hình. Tuy nhiên thời gian đầu, Trâm Anh chỉ đảm nhận những vai diễn quần chúng, vai phụ. Chính vì vậy, Trâm Anh trải qua thời gian dài nếm trải đủ mọi cung bậc cảm xúc với nghề diễn và có cho mình kinh nghiệm phong phú. Trâm Anh từng trải qua những tháng ngày đóng vai quần chúng với nhiều tủi nhục mà theo cô không thể nào quên trong cuộc đời làm nghề của mình. Người đẹp kể, lần thứ hai em đi làm diễn viên quần chúng extras là quay quảng cáo ở gần cầu Ánh Sao thuộc quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Thấy nhiều người trong đoàn uống cà phê sữa, em lại hỏi xin một ly thì nhận được ánh mắt kỳ thị của một bạn trong tổ sản xuất extras hả? Qua bên kia uống trà đá. Tới giờ ăn cơm, em gấp hai cục thịt thì bị nhắc nhở. Extras mà ăn nhiều vậy, bỏ bớt lại một cục đi. Trâm Anh cho biết cô không thể nào tả được cảm giác lúc đó, muốn chui xuống đất cho xong. Quay xong, em chạy xe từ quận 7 về nhà ở quận 2. Trời mưa lốc phớt mà nước mắt em cứ chảy, Trâm Anh nói. Và extras đầu tiên Trâm Anh đóng là tham gia vào một MV parody của ca sĩ Hương Giang, Anh Đang Ở Đâu Anh. Quay xong MV phát hành trên YouTube, Trâm Anh coi đi coi lại mấy lần mới phát hiện mình xuất hiện được bờ vai và lưng. Hiện tại khi nhắc về khoảng thời gian khó khăn ấy, Trâm Anh chia sẻ. Đối với Trâm Anh, giai đoạn đó đúng thật sự rất bế tắc. Hành trình này mình đi đến hôm nay có rất nhiều rào cản, vất vả. Nhưng mình thấy may mắn vì bản thân chưa bao giờ bỏ cuộc, lửa nghề trong mình vẫn cháy. Mình thừa nhận mình trải qua nhiều cay đắng nhưng mình không buông xuôi hay bỏ cuộc. Mình biết bản thân còn thiếu sót nhiều điều như kỹ năng diễn xuất, đầu tư hình ảnh, nhưng mình chưa từng có ý định ngừng cống hiến cho nghệ thuật. Những lúc khó khăn, Trâm Anh luôn nghĩ rằng đây là thử thách mà bản thân phải trải qua để đi tiếp. Cô thừa nhận ưu điểm duy nhất của cô là cố chấp. Vì vậy, mỗi khi đối diện với biến cố, Trâm Anh luôn vực dậy bản thân, đối đầu với khó khăn để xem thử cực hạn của mình đến đâu. Khi lựa chọn theo đuổi nghề diễn, Trâm Anh đã lường trước được những khốn khó ở giai đoạn đầu mới bước chân vào nghề. Gia đình là nguồn động lực to lớn để cô vượt qua những lúc bế tắc. Trâm Anh tiết lộ, vì mình là con gái nên khi đóng phim đi sớm về khuya, ba mẹ rất lo lắng. Có lúc ba mẹ mong muốn mình có một công việc ổn định, nhưng mình đã thuyết phục ba mẹ cho mình thử theo nghề diễn. Nếu làm không được thì mình sẽ tìm một việc khác phù hợp hơn, nhưng ít ra là mình sẽ không phải hối tiếc sau này. Trâm Anh thừa nhận sau khi tham gia series phim ngắn Trinh Thám Anh Thám Tử được phát sóng trên YouTube, tên tuổi của cô được nhiều khán giả trẻ chú ý. Nữ diễn viên khẳng định bộ phim là thành công đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của Trâm Anh. Nhờ Anh Thám Tử, Trâm Anh nhận được sự yêu quý của mọi người, là môi trường giúp cô học hỏi, rèn luyện bản thân nhiều hơn. Từ đó nữ diễn viên càng thêm vững tin với con đường nghệ thuật mà mình đang theo đuổi. Sau khi đoạt giải Á quân của cuộc thi gương mặt điện ảnh, Trâm Anh cảm thấy vô cùng xúc động. Cô tận hưởng niềm vui từ sự nỗ lực mà bản thân bỏ ra trong suốt nhiều năm qua. So với một Trâm Anh mới chân ướt chân ráo vào nghề nhiều năm trước, nữ diễn viên cảm thấy hiện tại cô đã thay đổi rất nhiều, từ tính cách đến tư duy nghề nghiệp. Trâm Anh chia sẻ chân thành, lúc mới vào nghề, mình khá nóng tính, bốc đồng và xù lông với những thứ mà mình cho là không đúng. Nhưng hiện tại thì Trâm Anh đã điềm tĩnh hơn, biết suy xét mọi chuyện trước khi hành động. Về tư duy nghề nghiệp, Trâm Anh hiểu để trở thành một diễn viên giỏi thì mình cần cố gắng trau dồi thêm nhiều điều, học diễn xuất và tiếp thu kiến thức xã hội. Trâm Anh cũng đang rèn luyện các kỹ năng như võ thuật, hát, múa, vũ đạo để hỗ trợ cho công việc và đam mê của mình. Trong một chương trình, Trâm Anh từng tiết lộ mẫu bạn trai lý tưởng của mình là một người có chiều cao tương đối, ít nhất phải cao bằng cô trở lên, có thể hơn kém Trâm Anh trong khoảng 5 tuổi trở lại. Đặc biệt, nữ kia phải là người có tính cách trưởng thành, chững chạc, biết chia sẻ và tôn trọng ý kiến của người yêu. Cũng trong chương trình, cô bất ngờ tiết lộ về quá khứ đầy đau khổ khiến cô bị ám ảnh cả đời. Giai đoạn khó khăn nhất của tôi là tuổi thơ. Tôi sống trong cảnh gia đình không hạnh phúc. Nhiều lúc ba tôi đi nhậu về lại động tay động chân với mẹ con tôi. Chúng tôi phải đi trốn. Chờ đến khi ba ngủ rồi hai mẹ con mới dám về nhà. Sau khi trải qua tuổi thơ không mấy vui vẻ ấy, tôi cảm thấy phụ nữ xứng đáng được nâng niu. Cho dù họ sai hay nóng giận và nói điều gì đi nữa, thì cũng không nên dùng bạo lực để khiến nhau tổn thương. Nỗi đau ấy, ngay cả về sau này, họ sẽ không bao giờ quên được.